Bình thường bộ trưởng Trung Quốc là chủ tịch hội quân y Trần Bình Yên đưa toàn thể các tư cách đưa toàn thể các hội viên của hội quân y Trung Yên và hội viên của hội quân y. Đầu tiên tôi xin chúc tất cả các quý khách cùng các vị dự cái hội nghị hôm nay lời chúc sức khỏe và gia đình thành công. Nhân viên về phải quốc quý báu này, tôi chỉ có một số cái ý kiến nhỏ của từng bài thôi, như là bài cấp cũ của Lương Y Lê Công Vinh thì tôi nghĩ rằng là bất cũ thì có rất nhiều dạng bất cũ. Cái bất cũ này mà tôi đã được xem là về tính hơn 36 dạng bất cũ khác nhau, 36 dạng đau đầu khác nhau, mà bất cũ này thường đủ với tôi chiếm 8%. Mà cái nguyên nhân bất ngủ này thì là do rất nhiều nguyên nhân. Tôi ví dụ như nguyên nhân của suy nhược cơ thể, nguyên do đau đầu mất ngủ, rồi nguyên nhân do nguyên áp cao, nguyên áp thấp mất ngủ, nguyên nhân thận âm tính mà dương suy cũng mất ngủ, mà nguyên nhân do vai hay đau. Tôi cũng đã học cái kinh nghiệm mà tôi thấy là hay là đấy là nhiều các dạng bất ngủ khác nhau, và mong rằng chúng ta có nhiều các bài chữa được học và chuẩn đoán chính xác có thể áp dụng được. Bài thứ hai là bài của Phi Tâm. Những cái bài này là con cảm mạng, tôi nghĩ rằng là cảm mạng cũng cảm rất nhiều dạng. Mà cái cảm mạng của Lương Y, cái thức tâm này chủ yếu cảm mạng nó phần biểu do bên ngoài thiết và xâm nhập vào và bắt được mồ hôi ra, rút mồ hôi không ra mồ hôi thì nó bắt được mồ hôi ra. Thì tôi thấy là trong cái bài này nếu thêm cái tô mà tôi chủ vào tôi thấy tôi chỉ tham gia cái ý của cái bài này. Thế thì kính thưa đại hội, tôi bản thân tôi là người ghi sĩ học cổ truyền, ghi rằng làm nghề mới 15 năm, nhưng mà tôi cũng đã được học hỏi của các tôi rất xin được học hỏi của các lương y tiền bối, học tập những kinh nghiệm của các lương y tiền bối, học tập trên sách vở có nhiều những bài thuốc hay, và sau này tôi cũng cố gắng nghiên cứu và có những bài thuốc hay phục vụ bà con. Một lần nữa tôi xin kính chúc hội nghị thành công rực rỡ. Bác sĩ Lâm Văn Diên thuộc Nam Sinh Hoạt Thành Tri Hội thị xã Thủy Lôi. Vâng, kính thưa các quý vị lãnh đạo, đây lãnh đạo có Hoàng Phúc, có ông Tuyên, có ông Trung, có ông Hồ. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các anh chị em mình các hội viên, thì tôi rất vinh dự được chỉ định. Mặc dù là tôi trước sự chuẩn bị tôi sẽ vinh dự được chỉ định và đóng vai Phan Tiến, thực sự là cái điều kiện để phát triển về điều kiện khí hậu phát triển cây thuốc Việt Nam rất sẵn có, rẻ tiền, đơn giản và hiệu quả, dễ tìm, dễ thấy trên đấy. Và bằng chứng cho thấy là rất nhiều cái căn bệnh của y học hiện đại còn có thể, và nhất là các bệnh tuyệt là trong các cung đường. Thì tôi được thay mặt chi hội lên xã thủ sĩ Thiện Tiến Phương Triệu Tân Hưng xin được đóng góp một số ý kiến quan bệnh như sau. Tôi nói vui một chút, tức là lên xã chúng ta là đã sẵn kỳ lưng. Trước hết tôi xin có ý kiến đối với Lương Y Nguyễn Thị Kim Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội, sinh hoạt tại chi hội xã Kỳ Lôi. Về bài là rối loạn tâm nguyện thì chúng ta biết là theo y học hiện đại
thì rối loạn tinh nguyện thì ai cũng biết rằng ở phụ nữ thì chúng ta biết là cái tuổi này thì xin giới thiệu với các anh em mình tôi có cái câu như sau này: nam giới chúng ta thì lấy số 8 nhân làm đích, và ngược lại nữ giới thì lấy số 7 nhân đích. Ví dụ như là 7 nhân 1 là bạn thì ở phụ nữ thay ra một góc 7 2 thì 4 vân vân đấy, nó tất nhiên điều kiện sự đổi quần rất điều kiện kinh tế văn hóa và điều kiện khác nữa. 7 đến 2 thì 4 thì nữ giới chúng ta biết và phân biệt giới tính. 7 3 2 1 cái tuổi 7 đến 3 2 1 này là tuổi cực kỳ khỏe mạnh của nữ giới. Tuổi này có thể là tuổi cho kết hôn sinh con cái. 7 và 4 28 đang ở tuổi 7 nhân 3 7 nhân 4 28 cũng rất tốt. 7 5 3 và đặc biệt là 7 6 2 thì ở một số quốc gia phát triển và một số quốc gia rất là hậu, ta nói ví dụ như là ở Việt Nam phải là phổ biến thì tuổi 7 6 2 là nữ giới đặc biệt. Rồi đến 7 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
trong giai đoạn này nhiều. Báo cáo anh chị em thế, tất nhiên là tất cả anh chị em mình bây giờ đầy nghiên cứu, nhưng tôi nghiên cứu theo ý kiến riêng của tôi thì nó vươn vào giai đoạn này nhiều. Sau đó là có đến 7, 8, 5, 6, 7, 9, 6, 3 những cái tuổi này phụ nữ vượt qua được giai đoạn này là những người phụ nữ rất là khỏe mạnh. Ở những tuổi tiền mãn kinh thì chúng ta biết được cái tư tức là tinh thần lúc nào đều khỏe, các cái rối loạn về quả não rất là xảy ra rất là nhiều. Ví dụ như là nó kết hợp luôn với cả những cái môn tiện đây giới thiệu luôn là nếu mà song song cùng tồn tại với những người mà khỏe mạnh sống là những cái 7-8 nguyên nhân gây trẻ em đáng rối đốt sống cổ từ 1 đến 7, nhất là những cái đốt sống cổ cao ấy thì nó có gây ra một hội chứng nữa, đó là ngoài hội chứng đau cổ quay hay cánh tay cổ mỗi hay là rối loạn của quả như là kém ăn kém ngủ kém thoáng rối loạn rồi thế thôi. Thì tôi xin phản biện với cái chỗ của anh chị em, chỗ chị Trần Võ Lương Liên Minh Kim Hạnh về cái bài rối loạn tâm nguyện. Thì tôi đánh giá là như này, về ưu điểm đây là một cái thành công bước đầu của chị về trên cương vị là đang. Thứ hai nữa là cái bài thuốc này dễ tìm, như tôi đồng chí vừa nói dễ thấy dễ lấy, đơn giản và đơn giản khỏe. Về lợi ích chi phí giảm thấp, thứ ba nữa là dễ phối hợp và dễ quản chế. Về tinh thần thì bài thuốc này khuyến khích được bệnh nhân nên dùng nhiều hơn, bởi vì chúng tôi mà dùng y học hiện đại mà dùng cho các đối với loại kinh nguyệt thì các cái thuốc của chúng tôi đang dùng hiện là thuốc y học hiện đại thì nó có tên là Foliculin, hay là có cái tên nữa là cái tên nữa là cái Prolactone. Như thế là bệnh nhân người ta chỉ có nằm viện thì người ta mới dùng, còn nếu mà kê ở tư nhân mà thì người ta sẽ không tin tưởng lắm mà các bài thuốc của chị. Còn một vấn đề nữa là tương đối phổ biến, bài thuốc này là rất phổ biến. Bệnh này nó rất phổ biến, nhất là những bệnh tiền mãn kinh. Còn có một cái nhược điểm một chút nữa thì chúng ta phải nhất định chúng ta thuyết phục được bệnh nhân. Thứ hai là bài thuốc này chắc chắn chậm hơn dòng người ta. Và buổi chương trình hoàn thành buổi chia sẻ những phản biện báo cáo chia sẻ của các anh chị em mình hết cảm ơn một lần nữa, cảm ơn và chúc các anh chị em mình luôn luôn mạnh khỏe để chăm sóc sức khỏe nhân dân không có hệ.